Và cũng trong sáng nay thì đội quản lý thị trường số 7 phối hợp với đội 2 phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra và bắt giữ một cơ sở buôn bán thực phẩm chức năng với số lượng lớn. Chủ cơ sở là Đỗ Thị Tuyết Mai, sinh năm 1982, có hộ khẩu thường trú tại 43 Tràng Thi, thành phố Hà Nội. Hầu hết số thực phẩm chức năng đều là hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đây là điểm đóng gói, dán nhãn mác của hàng chục loại thực phẩm chức năng trước khi được tung ra thị trường. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại đây, thì các công nhân vẫn đang đóng gói lô hàng thực phẩm chức năng giảm cân với hàng nghìn sản phẩm. Ít ai biết, những sản phẩm thực phẩm chức năng vẫn được thổi phồng là thần dược, là cao cấp như sữa ông chúa, tảo, vi cá mập, collagen, được gắn mác xuất xứ từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia, lại được ra đời hết sức thô sơ như thế này. Tất cả các loại thực phẩm chức năng này đều là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, được chủ cơ sở gom về đây, rồi đóng gói, dán tem nhãn phụ hết sức tinh vi. Tất cả các thực phẩm chức năng này theo quy định của Bộ Y tế khi nhập khẩu và lưu thông trong thị trường Việt Nam đều phải có công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa và có chứng hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Thì tại thời điểm kiểm tra thì không xuất trình được hóa đơn chứng từ và có dấu hiệu sang bao đóng gói. Và khi các sản phẩm ấy thì nhãn mác nó không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn và rất ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Theo những người làm công ở đây, thì mỗi ngày một người có thể đóng gói được vài trăm sản phẩm thực phẩm chức năng tùy loại. Sau đó, hàng sẽ được tập kết vào nội thành hoặc xé lẻ cho các điểm kinh doanh. Tại số 28 Hội Vũ, Tràng Thi, Hà Nội, lực lượng chức năng cũng phát hiện thêm số lượng lớn các loại thực phẩm chức năng khác nhau và đều là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu dùng phải các loại thực phẩm chức năng này, thì nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe là rất cao. Do có quá nhiều loại thực phẩm chức năng và số lượng các sản phẩm cũng khá lớn, nên đến chiều nay, công tác kiểm đếm vẫn chưa hoàn thành. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc, xử lý theo pháp luật.